Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Graduation. Hôm trước thì mình thấy một bạn comment hỏi một câu khá là hay, đó là tuổi thọ trung bình của Rubik là bao nhiêu năm nếu mà chơi mà lúc và vệ sinh thường xuyên đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn ngắn vui vui về cái chủ đề này cho các bạn xem đấy, xem là Rubik của mình dùng được bao lâu đấy. Thì ở đây mình có sử dụng một con RS3M 2020, con bên của mình các bạn biết rồi, và con này thì chắc là các bạn cũng quá là quen trong mấy cái video gần đây rồi, Toradu V3, con hàng đã qua sử dụng được một thời gian cũng không phải là ít đấy. Ok, thì các bạn có thể tham khảo giá bán của các cái sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Ok, thì đầu tiên này, nói lên cái vấn đề gọi là lúc trước đi, lúc vào vệ sinh trước đi đấy, thì sẽ có những người chơi lúc và vệ sinh Rubik theo những cách khác nhau. Có những người thì các bạn hay tháo ra, các bạn nếu mà các bạn thấy bẩn thì các bạn tháo ra các bạn lau. Cái những cái ngày đầu ấy, mình chơi cách đây tập khoảng 4 năm, 4 năm đến 5 năm thì mình chơi Rubik nhé, thực ra nó chưa chưa bị bẩn đâu, mình chơi chỉ cần khoảng 2-3 ngày nó khô lúc thì mình lại tháo ra mình lau. Đấy, đấy dùng cái loại gọi là Maru ấy. Maru thì nó giống cái loại Mozu V2 bây giờ đấy, nhưng mà nó không nhanh bằng thôi. Thì mình tí cái mình tháo ra mình lau, nhưng mà thực ra thì bây giờ nó cũng chả cần thiết đến cái mức như vậy. Khi mà các bạn chơi một thời gian nó quá là lâu ấy, và những cái cặn bẩn này nó đóng vào đây này, nó két két, nó bẩn bẩn này, giống như con này này. Con này thì hôm trước mình mới vệ sinh qua qua rồi. Đây các bạn nhìn này, trong cái phần viên tâm thì nó vẫn hơi bẩn nhá. Thì các bạn mới cần phải vệ sinh, tháo ra vệ sinh. Chứ còn nói chung là cứ chơi khoảng 1-2 ngày cũng chưa cần nhìn, chưa cần thiết lắm. Mình nghĩ là các bạn cũng tầm khoảng 2 tuần 3 tuần cũng đó là 1 tháng các bạn bỏ ra các bạn vệ sinh lại một lần. Còn nếu mà nó cho các bạn cái cảm giác nó không được ổn định thì các bạn có thể 1 tuần các bạn lúc các bạn vệ sinh cũng được, chứ không cần phải quá nhiều đâu. Còn chơi như thế nào để dùng nó bền thì thứ nhất là các bạn chơi các bạn đừng như thế này nhé, các bạn đừng kiểu cố gắng các bạn vặn cho nó lệch đi như này. Nhiều bạn mới chơi là cứ chạch 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 chưa chuẩn đấy, phim chưa chuẩn thì cứ như thế này xong đẩy thì nó sẽ rất là nhanh hỏng Rubik. Đấy, như này này, hoặc là chưa đến hết cái phần này đã cắt góc này, cái để này cắt góc thì nó sẽ rất là nhanh hỏng Rubik này. Thì các bạn cái này nó ảnh hưởng đến, nói chung là liên quan đến phim YouTube của các bạn thôi, một phần nó sẽ không giúp các bạn giải nhanh hơn, nhưng nó không giúp các bạn giải nhanh hơn mà nó khiến Rubik của các bạn nó ảnh hưởng đi cũng khá là nhiều. Như thế các bạn nên cải thiện đấy cái vấn đề đấy. Còn Rubik có bền hay không thì đây, đây là con RS3 của mình, con main của mình, thì các bạn xem video của mình chắc các bạn cũng biết rồi. Con này là mình review thứ hai của Việt Nam, có nghĩa là Rubik nó vừa mới ra một phát, nó vừa mới về Việt Nam một phát thì mình đặt hàng và mình về mình review cho các bạn xem luôn. Thì cái video review thì cách đây tầm khoảng mấy năm nhỉ, 2020 nó phải khoảng 4 năm rồi. Thì như con này nó ra tầm giữa năm 2020 thì phải. Nói chung là chơi đến thời điểm hiện tại thì cũng được gần 4 năm rồi. Nói chung là con này từ cái thời điểm nó bắt đầu về Việt Nam luôn là mình dùng con này. Thì mấy ngày đầu thì thực ra thì cái ngày mà mình mới chơi Rubik thì mình cũng khá là hay vệ sinh một lúc, nhưng mà thực ra nó không cần mức như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc tầm khoảng các bạn chơi nhiều, nếu bạn chơi nhiều tầm khoảng 1-2 tuần các bạn vệ sinh, đấy là nhiều nhỉ. Còn bình thường mình thì lâu lắm mình chả vệ sinh rồi. Còn nếu mà vệ sinh theo cách của mình thì các bạn cũng biết rồi, vệ sinh kiểu lười, có là mình sẽ nhét một cái khăn hoặc là một cái tờ giấy vào đây mình lau lau hết cái mặt này đi, lau hết cái mặt này đi. Thì cái video hướng dẫn vệ sinh Rubik nhanh cho những người lười ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, và mình cũng chỉ bây giờ mình chỉ vệ sinh thế thôi, bởi vì con này mình chiết góc khá là chặt nên là cũng không thể tháo ra để lau hết chân cạnh trên góc xong rồi lúp lại được đấy. Nên là mình chỉ cần lau cái bề mặt này đi này và mình lúp lại thôi đấy. Nói chung là nó hơi bẩn bẩn một tí mà nó dính cặn bẩn, các bạn chơi nhiều nhé, nếu mà nó có bụi trắng thì các bạn nên lúp lại. Đầu tiên là các bạn lúp lại đấy, lúp lại nếu mà nó vẫn bẩn mà nó kiểu nó bị ì quá, nó đầm quá thì các bạn tháo ra các bạn lúp lại, các bạn vệ sinh không bạn lúp lại. Chứ còn nếu mà nó vẫn đang nhanh mà nó chỉ hết lúp thì các bạn chỉ cần lúp lại là xong, cũng không cần phải tháo ra vệ sinh nhiều đâu. Thì cái con này mình dùng khoảng 4 năm, gần 4 năm rồi mà nó vẫn như thế này. Đây các bạn nhìn không hề tã luôn, chơi vẫn ok luôn. Nói chung là bền hay không thì cũng do các bạn dùng nó như thế nào thôi, hoặc là chơi như nào đấy. Đừng có các bạn đừng có làm rơi xuống đất hoặc là như này là được, hoặc là cứ đừng có đập máy là được. Còn nếu mà tính giờ tham mơ nhé, các bạn nên dùng một cái thảm để lót thì nó sẽ êm Rubik hơn, thay vì là các bạn cứ bụp 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 xuống bàn nó sẽ nhanh hỏng đấy, nó sẽ không đều được các bạn.
hoặc là các bạn setup, nếu mà các bạn setup Rubik thì các bạn nên chỉnh cho nó chuẩn chuẩn đều đều các mặt tí đấy, và xoay Rubik này đừng để như này nhé, và cố gắng chỉnh luyện lại cái fingertip của bạn cho nó chuẩn tí thì fingertip nó ok hơn đấy. Thì đây là con main của mình, còn đây là con tau V3 của thằng cô em mình, nó chơi thì nó cũng không giữ mấy đâu đấy. Hôm trước mình làm video vệ sinh cho các bạn xem ấy, trong này có cả tóc bẩn, nói chung rất là bẩn luôn. Đây mình chỉ vệ sinh qua thôi, mình chưa vệ sinh hết. Thì đây ví dụ như con to này nhá, thì mình chỉ cần lau cái phần chân cạnh trên góc đi này, còn cái phần viên tâm này, bạn nào kỹ muốn sạch thì lau, còn không thì thôi cái phần chỗ viên tâm này đấy, chỗ phần này nó cũng chả ảnh hưởng gì mấy, nó không ảnh hưởng đến Rubik, nhìn nói chung là nhìn nó chỉ xấu thôi, còn chơi vẫn ok này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nói chung là nếu mà các bạn chơi cẩn thận một chút, giữ gìn một chút thì nói chung là Rubik nó cũng phải tập được khá là lâu ấy, mình chưa thấy nó có dấu hiệu bị hỏng cả. 4-5 năm là chuyện bình thường, và đến lúc ấy thì các cái hãng Rubik nó đổi mẫu mới, nó ra mẫu mới thì các bạn lại mua mẫu mới rồi, còn những cái con này thì các bạn lại để trong tủ, nói chung là được khá là lâu, các bạn không cần phải lo là nó nhanh bị hỏng hay như thế nào đâu. Đó, thì vừa rồi là một cái video nó cũng ngắn vui tí thôi về cái vấn đề gọi là Rubik dùng được bao nhiêu năm đấy. Thì video mình đến đây kết thúc rồi, các bạn thấy hay được để lại chỉ một like, một share, một subscribe của mình, và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Ok, chào các bạn.